Thỉnh thoảng, cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, một ít cay nghiệt, một chút khó khăn. Có kẻ cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại. Phải sòng phẳng mới chịu, trò chơi tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ dừng lại để chúng ta có cơ hội dừng tay. Cũng bận rộn cả một đời nhưng chẳng sống được bao nhiêu. Con người bị buộc chặt vào những gì mà họ không thể bỏ qua, bị đè nặng bởi những điều không thể đặt xuống, bị mệt mỏi bởi những thứ không buông xả được. Vậy thôi, thỉnh thoảng, như để bù lại, cuộc sống mang đến những buổi sáng thật bình yên. Ở đâu đó có nụ cười rất chân thành, đủ để kẻ phiêu bạt cả nửa đời người phải chùn chân. Ở đâu đó có ánh mắt thật hiền, có đôi tay thật ấm, đủ để những rạn nứt trong lòng lành trở lại. Có người chùn chân trước những thị phi, có người chùn chân trước những chân thành, cũng là một lần chùn chân. Ba trách nhiệm trong đời. Nếu đang ở độ tuổi từ 35 đến 55, bạn nhất định nên xem bức tranh này. Để biết rằng ba trách nhiệm trong đời, cần hiểu rõ hơn, sống đúng nghĩa hơn. Chỉ là một bức tranh vẽ nhưng nó đủ để khiến nhiều người trong chúng ta phải ngẫm thật nhiều. Nếu người kéo xe là bạn, trên có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây sơ sẩy trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không? Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời. Là một người đàn ông, sống là phải gánh vác. Là một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm. Người đàn ông mệt là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe. Người phụ nữ mệt là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước. Bố mẹ mệt là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác. Con cái mệt là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa mái nhà. Thế nên, sống trên đời, đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa, tồn tại thực sự của chúng ta chứ không phải chỉ có để xưng hô rồi để đó. Đừng cảm thấy mình sống khổ quá, sống mệt quá hay oan ức quá. Thực ra mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, chỉ có điều bạn không nhìn thấy nỗi khổ, thấy điều khó nói của người khác mà thôi. Mệt mới phải, bởi sự thoải mái dễ chịu chỉ dành cho người chết. Khổ mới phải, bởi ai mà chẳng thưởng thức mùi vị của hạnh phúc từ trong khổ sở. Thế nên, đã sống trên đời, ắt sẽ phải có mệt mỏi, có mồ hôi, phải phấn đấu và phải cúi mình, phải trải qua phong ba sóng gió, phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Ba trách nhiệm trong đời. Chấm hỏi, với những người làm chồng, làm vợ và làm bố mẹ, hãy nhớ thật kỹ quy tắc, ba trách nhiệm trong đời. Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và giữ vững một linh hồn cao quý. Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ chồng, giúp chồng bay cao, chăm sóc thật tốt gia đình của anh ta và cuối cùng là sống với khí chất phi phàm, biến bản thân thành người đặc biệt nhất, có một không hai. Bố mẹ có ba trách nhiệm lớn, là trở thành đôi cánh của các con, giúp con cái xây dựng sức mạnh nội tại và thói quen tốt và giúp con thực hiện ước mơ. Mỗi người cũng cần nhớ thêm rằng, có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, kiêu căng và nhỏ nhen. Ba thứ mãi mãi không được đánh mất, đó là sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lý tưởng và hy vọng. Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội. Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và chân tình. Ba thứ có thể giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ, đó chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba thứ phải trân trọng, đó chính là bố mẹ. Nhìn chung xa, ai còn vấn vương sông hồ. Mà nơi đây, bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng. Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng. Đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương. Sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắm hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn xuân. Bạn nhấn nút đăng ký ở trên để được cập nhật video mới nhất từ Nguyễn Bích Ngọc. Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai quy định sẽ bị xóa. Nơi cung cấp các video về tin tức, giải trí, các sự kiện nóng của xã hội hiện tại. Facebook Bình Yên nhé, Blogspot và subscribe và share. Hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.